Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với chuyên mục điểm tin của Icon 2022. Và như mọi người thấy thì hôm nay chúng ta có một background rất khác. Đó là chiếc cúp vô địch của giải đấu Icon Global Championship 2022. Và có lẽ mọi người cũng đã đoán được rằng mình đang có mặt đâu đúng không? Mình đang có mặt tại Fan Zone, tại tầng 4 của trung tâm hội nghị Marina Bay Sands tại Singapore. Và đây đang đến gần giờ G rồi, rất đông người đang ở đây với những hoạt động vui chơi có thưởng, có cả đồ ăn miễn phí, rất nhiều những thứ mà chúng ta có thể trải nghiệm được tại khu vực Fan Zone này. Và mình cũng rất mong các bạn có thể có cơ hội đến đây. Chứ nếu các bạn tạm thời không có cơ hội đến với Singapore thì các bạn có thể theo dõi chi tiết hơn ở trong vlog tiếp theo của mình nhé. Bây giờ thì có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn.